Hello, hello, em xin chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em review căn nhà tại hẻm xe hơi tại quận 7. Nhà có diện tích ngang 4 dài 15 mét. Nhà thì xây dựng ngang 4 dài 10. Nhà một trệt 2 lầu sang thượng, 4 phòng ngủ 3 vệ sinh. Nhà hướng chính hướng Tây, chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Mới Nhà Quận 7, chủ chưa đăng ký kênh, chú anh chị đăng kênh hộ giúp em quay trước đường chị mình xem. Đây trước nhà anh chị. Nhà thì hai lầu sang thượng, trước có sân nè. Không gian đây luôn rộng rãi, hẻm này hẻm thông qua đây luôn. Nhà thì hẻm thông. Trong đây thì cái sân thì sân mình để xe thoải mái luôn. Cái sân tới 4 mét lận. Trong thì có lớp đá, cửa nhôm sifa bốn kính. Nhà thì hẻm thông. Đây là xe hơi mình đậu đó, xe 4 chỗ thì mình vô được luôn nha anh chị. Nhà hướng chính hướng Tây. Trên có cái máy nè. Vô trong nhà thì cửa nhôm sifa bốn kính. Nhà thì mua bán thì như hình nha anh chị. Không gian chỗ này thì phải. Nhà hướng chính hướng Tây. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu. Còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Không gian chỗ này thì chưa có sofa, chú vị mình về mình bỏ sofa vô. Bên đây có chạy tivi rồi. Giá thì chỉ có 5 tỷ 200 triệu, còn thương lượng ngay chủ nhà nha anh chị. Em thì chuyên bán nhà chính chủ, cô chú anh chị đi xem nhà cứ liên hệ cho em. Số điện thoại là 0913 78 1712 nha. Không gian chỗ này thì trên là cũ tủ cài bếp tới trần luôn. Dưới thì lớp đá rất đẹp nè anh chị. Rất đẹp luôn. Không gian thì đèn thoải mái. Mua bán thì chủ nhà tặng như là đầy đủ cho mình hết đó, như là máy điện từ nè, rò hút. Rồi bên đây thì nhà vệ sinh, vệ sinh thì hãy nước nóng, máy nước nóng năng lượng mặt trời đó. Trong lúc quay có gì đó sơ sót của chú anh chị xem thông cảm cho em, nhiều khi quay ấy, mình cũng hơi nhanh đó nha anh chị, em quay thì hơi nhanh. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà hẻm quận 7, nhà có diện tích ngang 4 dài 15 mét, xây dựng thì ngang 4 dài 10, nhà thì một trệt 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ 3 vệ sinh, nhà hướng chính hướng Tây, chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 78 1712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Phương mời anh chị mình lên lầu 1 nha anh chị. Nhà thì 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ 3 vệ sinh, hướng chính hướng Tây mà giá chỉ có 5 tỷ 200 triệu nha anh chị. Đó, đây em quay anh chị xem phòng sau. Phòng sau của lầu 1 thì phòng sau có máy lạnh luôn nè. Nhà thì 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà hướng chính hướng Tây. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu, còn thương lượng chính chủ, ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Hẻm 1422 Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Đây, nhà vệ sinh của lầu 1. Cũng có vách kính tắm không bị dẫn nước ra ngoài nè. Hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Trước một phòng nữa là hai phòng, nhà mình 4 phòng ngủ nha anh chị. 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà hướng chính hướng Tây. Chủ nhà muốn bán, đây là cửa sổ nè, đây là ban công của lầu 1. Này, ban công đây rộng rãi luôn. Quay cận cảnh chị mình xem. Khu thì khu dân cư hiện hữu nè. Ở đường trước nhà thì thoải mái rộng rãi luôn. Đó, em quay cận cảnh chị mình xem nè. Ngang 4 dài 10. Đó. Ngang 4 dài 15. Mà xây dựng rồi ngang 4 dài 10. Hai phòng này là phòng nào cũng có máy lạnh hết nha anh chị. Nhà hướng chính hướng Tây. Đó, em mời của chú anh chị mình lên lầu 2. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm 1422 Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Nhà có diện tích ngang 4 dài 15 mét, xây dựng ngang 4 dài 10. Nhà một trệt 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu, còn thương lượng ngay chủ nhà nha anh chị. Đây là phòng trước của phòng sau của lầu 2. Ok,
phòng nào từ phòng sau cũng có cửa sổ hết nha chị, tất cả phòng nào có cửa sổ hết. Trên lầu 2 thì chưa có máy lạnh. 5 tỷ 200 triệu còn thương lượng ngay chủ nhà nha anh chị, ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Đây nhà vệ sinh của lầu 2, hệ thống máy nước nóng lượng mặt trời, có vít kính tắm không bị giăng nước ra ngoài này. Đây phòng trước phòng nữa là 4 phòng ngủ, nhà thì 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, hướng chính hướng tây. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì hẻm 1422 Quỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7 nha anh chị. Trong lúc quay có gì đó sơ sót của chú anh chị xem thông cảm cho em nha. Nhà này thì 5 tỷ 200 triệu còn thương lượng chính chủ luôn nha anh chị. Em mời anh chị mình lên sân thượng. Ở nhà thì có giếng trời đây. Giá thì 5 tỷ 200 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì rất đẹp nha anh chị. Đó, em quay lên sân thượng thì mình xem. Đây sân thượng, đây là máy nước nóng lượng mặt trời nè, bồn nước nè. Đó sân thượng đây. Đó, bên đó là Phú Mỹ Hưng nha anh chị. Đó, rất rộng rãi luôn. Em quay cận cảnh anh chị mình xem. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà hẻm 1422 Quỳnh Tấn Phát, quận 7. Nhà có diện tích ngang 4 dài 15m, xây dựng ngang 4 dài 10. Nhà thì một trệt, 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Nhà chính hướng Tây, chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 200 triệu còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712 nha anh chị. Em cảm ơn anh chị nhiều nha.